Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về một số có 3 chữ số nè. Nếu tăng lên bao nhiêu đơn vị nha các bạn, tăng lên bao nhiêu đơn vị nếu số hàng chục tăng thêm 3. Tăng là cộng đó các bạn, cộng thêm 3. Ví dụ mình lấy ví dụ về số có 3 chữ số nè, 1, 2, 5. Đây là số có 3 chữ số, thì gồm có hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm. Rồi, hàng đơn vị nè, hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm. Và các bạn viết số này từ phải sang trái, 5, 2, 1, được chưa? Rồi bây giờ mình tăng hàng chục đây, tăng thêm 3 là cộng thêm 3. Rồi, vậy ra bao nhiêu ạ? Các bạn cộng lại, vậy là 5 không có, 5 không có, 5 cộng cho số đây không có chính là số 0 đó các bạn. Vậy là 5 cộng 0 bằng 5, 2 cộng 3 bằng 5, 1 cộng 0 bằng 1. Vậy ra 155. Vậy số ban đầu nè, các bạn cộng 3 thêm hàng chục nè, ý nói là các bạn đã cộng thêm bao nhiêu hàng đơn vị ạ? 30 cộng thêm 30, các bạn đã tăng thêm 30 đơn vị, được chưa ạ? Nếu các bạn, nếu có một đề bài khác cũng tương tự như vậy, một số có 3 chữ số sẽ tăng lên thêm bao nhiêu nếu tăng hàng trăm thêm 3, thì tăng hàng trăm thì hàng đơn vị là số 0, hàng chục là số 0, vậy các bạn sẽ tăng lên 300 đơn vị. Ok chưa ạ? Ok chưa ạ? Các bạn phải hiểu nha các bạn. Rồi, các bạn nào chưa hiểu các bạn hãy cố gắng nghe lại một lần nữa, hoặc là nghe 2-3 lần. Nếu nghe 2-3 lần chưa hiểu nữa, các bạn hãy comment ở phía dưới giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên dễ hiểu hơn, giảng chậm hơn và phù hợp với tất cả mọi người hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.